chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin phát triển kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, ngân hàng dự kiến sẽ thắt chặt tín dụng ở 4 lĩnh vực rủi ro cao, Thanh Hóa có nhiều dư địa phát triển cây dược liệu. Thưa quý vị và các bạn, tình hình xuất khẩu gạo đang diễn biến phức tạp. Một số nước như Ấn Độ, UAE, Nga cấm xuất khẩu gạo. Hiện tượng El Nino gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lương thực, ngũ cốc tại nhiều khu vực. Để tiêu thụ lúa gạo hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Bộ Công Thương có công văn đề nghị Hiệp hội và Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cần triển khai một số nội dung. Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 107 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định, đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thóc gạo tại thị trường trong nước. Thứ hai, thường xuyên báo cáo lượng thóc gạo tồn kho, tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo. Thứ ba, chủ động theo dõi trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo trên thị trường trong nước và quốc tế. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa quyết định điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2023. Trong đó đáng kể là giá xăng RON 953 có mức tăng 608 đồng trên 1 lít, có giá vượt ngưỡng 24.600 đồng 1 lít. Xăng E5 RON 92 có giá bán không cao hơn 23.339 đồng 1 lít, tăng 517 đồng 1 lít. Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 22.309 đồng 1 lít, tăng 420 đồng 1 lít. Dầu ma rút 180 CST 3,5S có giá bán không cao hơn 17.981 đồng 1 kg, tăng 313 đồng 1 kg. Liên Bộ cũng quyết định không chi quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, tính đến ngày 18 tháng 8, có 20 nhà máy điện năng lượng tái tạo với tổng công suất trên 1.171 MW hoàn thành thủ tục phát điện thương mại lên lưới. Hiện cả nước có 79 trên 85 dự án điện năng lượng tái tạo với tổng công suất trên 4.449 MW gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. Trong đó có 67 dự án đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá. EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng của 61 trên 67 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm tính cho 58 dự án với tổng công suất trên 3.181 MW. Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đến ngày 17 tháng 8 năm 2023 đạt hơn 310 triệu kWh, trong đó sản lượng điện phát trung bình ngày chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng nguồn điện được huy động. Bộ Giao thông Vận tải đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện đồng bộ hệ thống cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã đưa vào khai thác, đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành hai dự án vào dịp mùng 2 tháng 9 năm nay để đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngoài việc tập trung chỉ đạo hoàn thiện 4 tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 và Ban Quản lý Dự án 6 chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công, xem xét, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ đối với những phạm vi thuộc đường găng dự án. Yêu cầu các nhà thầu bổ sung thiết bị, dây chuyền thi công và tổ chức thi công 3 ca liên tục để đưa hai dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu đoạn qua tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đưa vào khai thác dịp mùng 2 tháng 9 năm 2023. Đối với dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công để kịp đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 31 tháng 12. Dự án thành phần cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt và dự án thành phần cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo có kế hoạch hoàn thành trong năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023, mặt bằng rủi ro tín dụng tổng thể được các tổ chức tín dụng nhận định tăng nhanh hơn so với kỳ trước và cùng kỳ năm trước ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó bất động sản và chứng khoán vẫn được đánh giá tiềm ẩn rủi ro nhất. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu vay vốn tổng thể cho khách hàng tại các tổ chức tín dụng tăng nhẹ so với 6 tháng cuối năm 2022. Có thể có trên 89% tổ chức tín dụng đã đáp ứng từ 75% đến 100% nhu cầu vay vốn. Trong bối cảnh mặt bằng rủi ro tín dụng được các tổ chức tín dụng đánh giá là tăng nhanh hơn so với kỳ liền trước và cùng kỳ năm trước, tiêu chuẩn tín dụng đối với các lĩnh vực cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao, cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu, cho vay đầu tư công nghiệp hỗ trợ và cho vay phát triển nông lâm thủy sản và nhóm khách hàng doanh nghiệp khác được các tổ chức tín dụng dự kiến nới lỏng nhẹ trong 6 tháng cuối năm 2023.
Ở chiều ngược lại, tiêu chuẩn tín dụng đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tiếp tục được các tổ chức tín dụng dự kiến thắt chặt nhẹ. Theo các tổ chức tín dụng, nguyên nhân thắt chặt nhẹ tiêu chuẩn tín dụng chủ yếu do mức độ rủi ro của thị trường, cùng với đó là triển vọng kinh tế suy giảm. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất khẩu được trên 1,5 triệu tấn cà phê, đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 20% về lượng nhưng tăng gần 5% về giá trị. Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 8, cả nước xuất khẩu được trên 37.000 tấn cà phê, đạt kim ngạch hơn 110 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường Ý, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Hà Lan, Mexico đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 7 cũng ghi nhận cà phê Việt Nam tăng cao kỷ lục với 2.828 đô la Mỹ một tấn. Nếu lượng xuất khẩu những tháng cuối năm bằng với cùng kỳ năm 2022 và giá xuất khẩu bằng với những tháng đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy hiệu quả lợi thế từng vùng, trong thời gian vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển cây dược liệu. Đây không chỉ mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn khai thác tốt tiềm năng thế mạnh thổ nhưỡng, khí hậu ở các địa phương trong phát triển kinh tế. Năm 2022, trên diện tích 5 hectare trồng keo không hiệu quả, gia đình bà Lọ Thị Tám ở thôn xã Yên Khương, huyện Lang Chánh đã chuyển đổi sang trồng cây dược liệu liên kết. Nhờ được đầu tư hỗ trợ về giống, tập huấn kỹ thuật và ký kết bao tiêu sản phẩm từ công ty cổ phần Đông Nam Dược miền Trung, nên diện tích cây mạch môn đông của gia đình bà sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo sẽ cho thu hoạch hiệu quả sau 3 năm trồng. Gia đình trồng được gần 2 năm rồi, thì thấy dược liệu thấy tốt, lại chắc ở sang năm thứ 3 được thu hoạch. Là địa phương có nhiều tiềm năng về đất rừng, có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp cho phát triển cây dược liệu. Thời gian vừa qua, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh đã tập trung đẩy mạnh phát triển trồng cây dược liệu. Đến nay, toàn xã đã trồng được trên 12 hectare cây dược liệu, trong đó có nhiều loại cây mang lại hiệu quả và giá trị cao như cây bách bộ, mạch môn đông, cát sâm. Đây không chỉ là hướng khai thác được tiềm năng dưới tán rừng, mà còn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mở rộng cái diện tích để thâm canh, chuyển đổi những cây trồng năng suất thấp để hướng đến cây trồng có năng suất cao. Bên cạnh đấy nữa thì chúng tôi hướng cây dược liệu này sẽ trồng dưới tán rừng, cây gỗ lớn để tăng cái thu nhập cho bà con. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có khoảng 5.000 hectare với gần 1.000 loài cây dược liệu. Trong đó có khoảng 20 loài cây dược liệu quý và chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi như Ba Kích, Đinh Lăng, Củ Mài, Hòe, Hương Nhu Trắng, Ích Mẫu, Quế, Sa Nhân, Huyền Sâm, Xuyên Tâm Liên, Nghệ Vàng, Cà Gai Leo. Trồng cây dược liệu đang mở ra hướng đi mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Qua khảo sát thì nhiều cái cây dược liệu vốn đã xuất phát là những cái cây mọc trong rừng tự nhiên của huyện, và cái việc mà khai thác cái điều kiện dưới tán rừng để phát triển cái cây dược liệu dưới tán là một cái hướng đi rất phù hợp, và đến nay một số các loại cây đã cho thu hoạch, thì cái đánh giá là có như cây ngải cứu thì có cái mức thu hoạch là 280 triệu đồng trên 1 hecta trong một năm, thì cái này thì đang là một cái mà nó thúc đẩy rất tốt cho cái việc là xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu của các hộ gia đình khi tham gia các mô hình phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện trong cái thời gian qua. Bộ Nông nghiệp rồi Chính phủ rất là quan tâm đến kinh tế dưới tán rừng, do vậy thì phải kết nối được các doanh nghiệp để làm sao để cùng với các ban quản lý, các chủ rừng mà có rừng tự nhiên để mà xây dựng rồi sản xuất rồi trồng chế biến các loại dược liệu thành những cái chuỗi phát triển dược liệu để phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Nhu cầu thị trường và dư địa cho phát triển cây dược liệu rất lớn. Đây sẽ là cơ hội cho Thanh Hóa phát huy hiệu quả diện tích rừng sản xuất, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, để phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh hiệu quả và bền vững, cùng với việc quy hoạch vùng, các địa phương cũng cần xây dựng những mô hình sản xuất phù hợp với vùng sinh thái của từng vùng, đồng thời đẩy mạnh liên kết để tạo đầu ra, nâng cao thương hiệu của sản phẩm. Chuyên mục Phát triển kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.